Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2016, nghĩa là ngày 21 tháng 12 chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán Bính Thân. Chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn gần 30 bạn trẻ thuộc nhóm EMAU của Tổng giáo phận Hà Nội đến với giáo xứ Đồng Chiêm của Tổng giáo phận Hà Nội để gói những tấm bánh chưng và đưa đến những gia đình nghèo trong giáo xứ. Gần 200 tấm bánh chưng sẽ được các bạn trẻ gói. Quý vị và các bạn sẽ thấy các bạn trẻ không có kinh nghiệm về gói bánh chưng, nhưng mà sau khi đã được hướng dẫn sơ qua, các bạn trẻ đã rất cố gắng, cẩn thận để làm sao có tấm bánh chưng rất là đẹp và làm sao cho tấm bánh chưng ngon nhất để đến với anh chị em của mình. Xin mời quý vị và các bạn theo chân những đồng bánh chưng ra đời như thế nào trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn.